Chào quý vị trở lại với chương trình làm đẹp với công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumore. Ngày hôm nay Ngọc Nhi có mời một người rất là đặc biệt giới thiệu quý vị và để ra mắt quý vị, đó là con gái Ngọc Nhi. Cô bé này là em của Jennifer Chung. Thì cháu sắp tốt nghiệp rồi và cháu đã học về cái ngành là chemistry, là về hóa học đó quý vị. Thì tương lai thì thưa quý vị là cháu và Jennifer sẽ thay thế Ngọc Nhi để mà điều hành công ty này là tre già măng mọc thưa quý vị. Vì vậy mà Ngọc giới thiệu đến cho quý vị là Sheila Chung, là em của Jennifer Chung, trong tương lai sẽ cùng với chị làm talk show. Hello con run không? Dạ, yeah, con cũng hơi sợ nhưng mà con cũng làm công ty chung với mẹ mấy năm rồi thì cũng hơi quen. Dạ, con chào quý vị. Vâng, thưa quý vị, trở lại với chương trình đó thì ngày hôm nay Ngọc Nhi có nói đó là Ngọc Nhi sẽ nói về là cái sự khác biệt giữa ba cái loại tinh bột nghệ và mỗi loại tốt thế nào với da chúng ta, với sức khỏe. Ngọc Nhi muốn mang cháu lên đó là bởi vì Ngọc Nhi nhớ thưa quý vị, hè năm ngoái Ngọc Nhi đi Việt Nam thì lúc Ngọc Nhi bắt đầu để mà nghiên cứu và làm cái tinh bột nghệ này để mang về đây cho các bác lớn tuổi có được một cái sản phẩm tốt, trị được nhiều bệnh nhưng mà không có phải quá mắc tiền, và đặc biệt nhất là 100% organic. Thì lúc đó, đó thì Ngọc Nhi có nói quý vị là mẹ Ngọc Nhi đó bị bệnh, và một người bạn bị bệnh cancer, và rất là nhiều người họ nói là nghệ tốt, nhưng đến khi mà Ngọc Nhi lại với giới thiệu đó thì gửi cho cháu uống, thì quý vị lúc đó đó là cháu lại không chịu uống. Nó nói mom, mấy cái đồ ở Việt Nam con không có uống đâu, và con không biết là cái gì, đúng không con? Dạ. Thì Ngọc Nhi nói con uống thử đi, và ngoại uống rồi, mẹ uống rồi. Thì bây giờ sẵn đây mẹ gài con, mẹ hỏi luôn là lúc uống thấy sao? Ủa, uống thì con đâu biết con uống gì đâu, nhưng mà cũng không có flavor như mấy, con tưởng là giống như nước ấm thôi. Mà thấy có chung thêm với mật ong thì nó làm cho nó ngọt ngọt chút. Dạ. Dạ, thì lúc đầu mẹ nhớ là sáng uống lần, chiều uống lần, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ con uống sao? Thì bây giờ ban đêm con uống thôi. Thì trước khi con đi ngủ con pha chung với nước ấm với mật ong. Con uống giống như con đang uống trà trước khi đi ngủ thôi. Dạ vâng thưa quý vị. Thực sự ra đó là bây giờ đó nó xiên hơn Ngọc Nhi nữa, là bởi vì Ngọc Nhi thì có bữa nhớ bữa không. Còn cái nàng này đó thì every day, thậm chí 2 giờ sáng nó học bài xong như tiếng lập cập ở dưới kích trần. Bữa ăn trộm chạy xuống thấy bà đang pha bột nghệ ba uống, Ngọc Nhi hỏi bộ khùng sao uống giờ này, con nói là con phải uống cho đều, không sót khi nào. Có đúng vậy không? Dạ, yeah, thì khi con ngủ quên thì con phải thức dậy để uống chứ. Quý vị nghe đó. Nó nguyên tắc đến mức như vậy. Quý vị, tại vì cháu học về ngành hóa học là về hóa chất, thì trong tương lai sẽ có một cái chuyên viên về hóa chất ở trong ty. Thì cái Ngọc Nhi cái hy vọng đó là Jennifer Chung, là cô lớn, sẽ là điều hành về đối ngoại, tại vì nó rất là giỏi về đối ngoại. Và Sheila sẽ là chuyên phụ trách về cái chất lượng sản phẩm và kiểm tra từng cái chất ở trong sản phẩm trước khi ra thị trường. Vì vậy cha là Ngọc Nhi khuyên cháu học về hóa học, và cháu học rất là giỏi thưa quý vị. Thì mẹ hỏi con là sau một cái thời gian mà con uống cái tinh bột nghệ đó, mẹ nhớ một lần con nói với mẹ là con, mẹ thấy con ngồi con nghiên cứu gì mà nhiều lắm, sau đó con nói là con uống con thấy sao đó, mẹ quên mất rồi. Con thấy nó tốt hay như thế nào, hay là con bị cái gì? Well, khi con thường là con cũng có mụn nhiều, nhưng mà khi sau khi con uống con thấy nó clear up liền. Dạ con xin lỗi quý vị, con cũng lâu lâu con cũng gắng cố gắng nói tiếng Việt, nhưng mà lâu lâu thì tiếng Anh nó cũng ra. Ok, dạ. Đáng rồi. Không được thì thôi, nói tiếng Anh ra qua con. Dạ, thì nên khi uống vô á thì cũng không có thấy khác nhiều, tại tưởng là giống như uống nước trà thôi. Mà khoảng 2-3 ngày sau là cái skin của con nó clear up liền, mà nó vừa soft nữa, nó mềm ra. Dạ. Dạ. Mẹ nhớ là lúc đó con có lấy một bịch con cho bạn con chia từng đứa bạn uống thử, đúng không? Dạ. Dạ thưa quý vị, lúc đầu không chịu uống, và sau là chôm của mẹ đi tặng bạn uống rất là nhiều, nhưng phát hiện mà mất mấy bịch rồi. Con muốn cho họ thử trước. À, nhưng dạ. Bạn có uống với con không? Dạ có. Bữa nay là hồi nãy con nói với mẹ là con đi cắt tóc làm sao đó? Dạ thì bữa nay con đi cắt tóc, tại mỗi năm con cắt tóc một lần. Rồi năm ngoái thì con chưa uống nghệ, mà năm nay thì khi con uống nghệ á, cái người mà con ưa thường đi cắt tóc chung á, họ nói là cái hair của con nó rất là smooth hơn bữa hổm. Hỏi con làm gì khác không? Mà con cũng gội đầu bình thường, cái same shampoo, conditioner, chỉ khác là con hỏi họ là phải cái diet có thể help với cái tóc của con không?
Xong rồi họ nói là da thì con nói là chắc là cái nhẹ, tại con thấy con cũng đâu ăn ăn tốt lắm, con cũng ăn McDonald's lâu lâu, nhưng mà con nghĩ là cái nhẹ là rất là help. Vâng, thưa quý vị, thì một năm á, sở dĩ mà quý vị nghe nói là một năm cắt tóc một lần đó là như vậy. Mỗi năm là Sheila để tóc dài rất là dài, mà tóc nó mau dài lắm, và nó cắt để nó tặng cho những cái người bệnh nhân mà ung thư, mà người ta bị rụng tóc, người ta cần cái tóc giả đó quý vị. Thì dường như là 3-4 năm liên tục rồi hả mẹ nhớ? Dạ 3 năm rồi. 3 năm rồi, năm nào nó cũng để tóc rất là dài, dài tới lưng luôn, dài rất là dài qua khỏi lưng luôn quý vị. Thì nó cắt một đoạn dài vậy là nó gửi vô bệnh viện, nó tặng cho các nạn nhân ung thư hết, và suốt 3 năm nay đều làm như vậy. Thì giá rất là tốt và cảm ơn con. Thưa quý vị, thì trở lại với chương trình đó, quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi về bột nghệ qua số phone là 1-888-933-7624, 1-888-933-7624. Ngọc Như sẽ trả lời quý vị. Dạ hello. Dạ. Dạ chào em. Dạ cho em hỏi mà mua bột nghệ để làm mua ở đâu vậy chị? À vâng, em có thể gọi vào số điện thoại là 1-888-933-7624 là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, hoặc là một chút xíu nữa chỉ có số điện thoại của em đó, thì nhân viên sẽ gọi lại và nói chuyện giải thích với em trước khi lấy order vào ngày mai nhé. Dạ, dạ chốc nữa gọi lại giùm cho em cái chỗ này được không? Vâng, chị sẽ gọi lại sau giờ talk show nhé. Dạ, dạ rồi, rồi cảm ơn chị nhiều nhé. Vâng, cảm ơn. Dạ. Thưa quý vị, quý vị có thể gọi vào đặt các câu hỏi về như thế nào, tốt thế nào, cách dùng thế nào. Nhưng xin dài dây để đặt quý vị như thế này. Là tinh bột nghệ nó có 3 loại phổ biến thị trường. Nhưng đại đa số đó là quý vị không hề biết tới việc này. Dẫn đến nhiều thắc mắc. Hello? 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 Cô? Thấy cô Nhi bán bột nghệ không cô? Dạ vâng ạ. À, cô mong cô cho cái số này cho tôi gọi cho nó dễ, tại vì cái số này và mỗi lần gọi cái số này là cái số thường gọi để mà order đồ đó không cô? Dạ vâng ạ, thường thường là số này đó cô ạ. Bây giờ trên tổng đài đã có số phone của cô rồi, sau giờ talk show cháu và nhân viên sẽ gọi lại cho cô nhé. Ok. Dạ vâng, rồi. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ vâng. Thì sau talk show Sheila gọi lại cho mẹ nha. Dạ. Okay, vâng. Thưa quý vị, trở lại chương trình là tinh bột nghệ nó có 3 loại, là tinh bột nghệ đỏ, tinh bột nghệ vàng và tinh bột nghệ đen. Thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ chỉ quý vị cái cách nào để quý vị phân biệt được tinh bột nghệ. Hello? Hello? Mời khách hàng ra đường like ạ. Thưa cô. Dạ, thưa cô Ngọc Nhi, cho con hỏi cô Ngọc Nhi là con có ba con út bị chỉ bị chút bệnh bạch cao á, thì mình có thể là mình trộn hai thứ vô uống cái màu đen với lại cái nghệ đen với lại cái nghệ đỏ chung mình uống chung được không cô ha? Thật sự đó cô nghĩ đó không cần phải tốn tiền nhiều như vậy. Nếu mà ba bị nhẹ đó thì trước hết ba dùng tinh bột nghệ đỏ để trị bệnh gao là rất là hay rồi. Ba không cần tới tinh bột nghệ đen đâu, tại vì thứ nhất nó mắc tiền không cần thiết. Thứ nhì nữa, hoặc là nếu mà ba bị trĩ nặng thì nếu mà mình đi cầu, mình đi vệ sinh đó, vấn đề đại tiện của mình đó là mình có ra máu rồi hay là đã đau nhức rồi thì mình hãy dùng cái tinh bột nghệ đen. Mà hãy dùng tinh bột nghệ đen thì không cần dùng tinh bột nghệ đỏ. Có nghĩa rằng cháu chọn một trong hai cái thôi cho đỡ tốn tiền nha. Dạ. Và tinh bột nghệ đen vẫn có thể trị bệnh gao được nữa cháu à. Dạ, vậy cháu mua hai hộp vậy có tính tiền shipping không cô hả? Chỉ tính một lần shipping thôi. Hai hộp thì tính một lần shipping hả? Là bao nhiêu, 10 đồng bao nhiêu cô? Tiền shipping là 10 đồng và tùy cái tiểu bang. Thường thường nếu mà cháu bang nào? Cháu ở Houston. Houston. Rồi, sau giờ cô sẽ gọi lại cho cháu nhé. Khoảng nửa tiếng nữa nha. Dạ. Rồi, cảm ơn cháu. Dạ, thưa cô. Vâng, thưa quý vị, trở lại với chương trình của Nghệ thì chúng tôi sẽ chỉ quý vị cái cách phân biệt tinh bột nghệ đỏ, vàng và đen. Thưa quý vị, tinh bột nghệ vàng đó là cái bột nó sẽ mịn hơn và nó lợt hơn tinh bột nghệ đỏ một tí xíu. Và tinh bột nghệ đen đặc biệt là nó chỉ là màu trắng mà trắng sữa đục, bởi vì từ cái củ nghệ đen, thưa quý vị. Quý vị sẽ nghĩ rằng tinh bột nghệ sẽ có màu vàng nhưng không phải như vậy. Đa số là có nhiều màu hơn chúng ta nghĩ. Đỏ và đen thì với những công dụng khác nhau, để tránh bị nhầm lẫn, Ngọc Nhi muốn giúp quý vị tham khảo thế này. Thực ra đó, cái do Ngọc Nhi chia sẻ quý vị đó để mong quý vị có kiến thức nhiều về các loại tinh bột nghệ và sau đó chọn mua cho mình cái loại thích hợp, phù hợp trong ba loại tinh bột nghệ vàng, đỏ, đen. Thưa quý vị, phân biệt như thế này, tinh bột nghệ vàng, đỏ, đen theo thứ tự được sản xuất từ củ nghệ vàng, nghệ đỏ và nghệ đen. Dựa theo màu sắc,
chúng ta dễ dàng phân biệt được các loại nào là tượng trưng cho nó và tương ứng với nó. Thưa quý vị, tinh bột nghệ vàng đó thì mang đặc tính của củ nghệ vàng, người ta còn gọi là nghệ tẻ. Theo khoa học, nghệ vàng có tên là Kumaralonga. Nghệ vàng có khả năng chữa các bệnh về gan nè, ứ huyết nè, mật nè, phục hồi sức khỏe sau khi sinh nè. Tinh bột nghệ được sản xuất từ nghệ vàng có màu vàng nhạt, rất là xốp và cái mùi thơm rất là nhẹ. Tinh bột nghệ đỏ thì được chế biến từ củ nghệ đỏ, còn gọi là nghệ nếp. Củ nghệ nó nhỏ hơn củ nghệ vàng, thường được trồng ở các tỉnh miền Trung của nước ta. Củ nghệ đỏ có màu đỏ cam, rất là tươi, giống với màu của cà rốt. Nhưng khi cho ra tinh bột thì nó chỉ đậm hơn cái màu vàng một tí xíu mà thôi. Và cái màu rất là đẹp, mùi cũng thơm hơn tinh bột vàng một tí xíu. Còn với tinh bột nghệ đen, thưa quý vị, tinh bột nghệ đen được lấy từ củ nghệ đen. Trong khoa học, củ nghệ đen thường thường nó được xuất phát từ Ấn Độ và Đông y gọi là Nga trực. Một số nơi còn gọi là nghệ xanh, nghệ tím. Củ nghệ đen có màu tím đậm ở xung quanh và trắng lạc ở chính giữa. Nghệ đen có chứa rất là nhiều dầu, nên khi xay ra củ nghệ đen làm tinh bột nghệ đen lại cực hơn và lại khó hơn với các loại tinh bột nghệ khác. Và tinh bột nghệ đen nó có màu trắng ngà hay là màu sữa đục, cái mùi rất là nhẹ. Thưa quý vị, như vậy xét về màu sắc đó là tinh bột nghệ vàng có màu vàng nhạt, thiên về vàng trắng. Đỏ thì có màu vàng đậm và đen thì ra màu trắng sữa. Thưa quý vị, đây là điểm phân biệt dễ thấy của chúng ta. Thưa quý vị, cách phân biệt bột nghệ và tinh bột nghệ như thế này. Bột nghệ đó là cái mùi hăng, màu rất là đậm, uống vào có vị cay nồng và hơi đắng, rất nóng gan, có thể làm ảnh hưởng nặng đến chức gan của quý vị đó. Công dụng của ba loại tinh bột nghệ vàng, đỏ, đen thì như thế này. Thưa quý vị, theo đông y đó, nghệ đen có vị đắng, mùi hăng, tính âm, mùi thơm hăng, có tác dụng thông huyết, tiêu thực, tiêu viêm, tiêu sơ, kích thích tiêu hóa, có công năng phá tích, tán kết, hành khí và chỉ thông kinh lạc. Chi tiết hơn đó là nghệ đen được dùng nhiều hỗ trợ các bệnh như thế này là viêm phế quản, xưng phổi, hen suyễn, giúp hỗ trợ trong việc hóa trị ung thư và giúp làm lành các vết thương bên trong. Vì vậy, các vết thương lở loét rất là dễ lành và giúp điều trị lại cái bệnh lang ben. Thì quý vị biết cái bệnh lang ben thế này là có nhiều người cái khuôn mặt người ta, cái da người ta đó là một cái chỗ rất là đậm, một chỗ rất là trắng. Không biết bệnh đó người Mỹ họ có không con? Có nghĩa rằng cái da họ giống như là chỗ trắng, chỗ đen đó, nó ngộ lắm, nó trắng bệt luôn đó. Ồ, da con biết nhưng mà con quên cái tên rồi. Dạ. Cái bệnh đó thường thường là cái người châu Á mình bệnh rất là nhiều đúng không? Và người Mỹ cũng bệnh nhiều nữa. Thì cái da họ con thấy là nó loang lổ như là con trăng vậy đó. Rất đó. Thì thưa quý vị biết là cái bột nghệ đen này, tinh bột nghệ đen đó là họ thoa lên những cái chỗ mà bị trắng đó, nó sẽ làm đều màu lại đó quý vị. Và tinh bột nghệ đen nó còn giúp người ta trị đau bụng kinh nè, bế kinh nè, kinh nguyệt không đều nè. Đặc biệt là hỗ trợ điều trị bệnh trĩ và viêm đại tràng, đi đại tiện có ra máu là tinh bột nghệ đen tuyệt vời. Kết nữa là nó điều trị giúp người ta hỗ trợ trong vấn đề trị ung thư da và ung thư cổ tử cung, viêm tử cung mãn tính, viêm da mãn tính, đầy bụng, nôn mửa, kích thích tiêu hóa và hay nhất là trị các vết bầm tím trên da. Khi mình đi giải phẫu hay đi làm thẩm mỹ mà bị bầm đó, mình uống nghệ đen nó rất là mau. Và hay nữa là trị cái bệnh là lạnh bụng từng cơn. Đó là cái tinh bột nghệ đen. Tinh bột nghệ vàng còn gọi là nghệ tẻ đó, thì nó được xếp chung với lại nghệ đỏ vì công thức hình như nó giống nhau. Mẹ hỏi Sensila là con có uống cái nghệ vàng, nghệ đỏ, mình nhớ uống lộn, lẫn lộn hay cái đó chung phải không? Thì hồi lúc con mới bắt đầu thì con uống nghệ vàng. Và sau đó thì con bắt đầu uống cái nghệ đỏ nhưng mà con không biết. Dạ, mà cái nghệ đỏ thì nó mạnh hơn cái vàng, cũng giống như cái chất cũng như nhau nhưng mà nó mạnh hơn gấp 4 lần. Nó nóng nên, hơn phải không con? Dạ, nó nóng hơn nên con cũng nổi mụn lên. Dạ, nhưng mà con vẫn uống nghệ đỏ tới ngày nay mà con uống khoảng phân nửa cái muỗng thôi. Con nghĩ ít lại. Dạ, ít. Con có vắt chanh vào không? Lâu lâu thì con có vắt chanh, nhưng mà thường con không có uống chanh nhiều tại con không thích cái vị. Con thấy nó work lắm phải không? Dạ. Dạ. Thưa quý vị, thì con gái Ngọc Nhi đó là nó hồi xưa đó là cháu bị mụn rất là nhiều và học đi học mà thức đêm dữ lắm quý vị. Thì từ ngày nó uống bây giờ cái da mặt nó rất là đẹp. Bởi vì ở cái tuổi cháu Ngọc Nhi chưa cho nó xài mỹ phẩm. Vì vậy mà chỉ để cho nó là tự nhiên thôi. Thì thưa quý vị, trong cái nghệ vàng và nghệ đỏ đó, như cháu có nói đó là quý vị thấy là cái nghệ vàng đó là nó mát hơn.
và cái nghệ đỏ nó nặng hơn phải không con, và nó mạnh hơn, nó nóng hơn, và chính bản thân con Ngọc Nhi uống cũng sẽ bị nổi mụn rồi đó. Thì trong cái nghệ loại nghệ vàng đó thì là nếu quý vị nào muốn là trị mụn nè, làm mờ vết thâm nám trên da nè, hoặc là làm mờ sẹo nè, hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng, và giúp về cái hệ miễn dịch, như là đặc biệt nhất là nó làm cho quý vị đẹp da là quý vị dùng cái nghệ vàng. Còn nếu quý vị mà muốn trị bệnh gao nhé, bệnh đau khớp nặng, viêm toàn thân nhé, thì quý vị nên dùng cái nghệ đỏ. Đặc biệt là cái nghệ đỏ nó phục hồi sức khỏe phụ nữ sau khi sinh rất là hay. Và nó trị bế kinh, điều kinh và bệnh vàng da sau khi sinh. Và hay nhất là quý vị dùng tinh bột nghệ mỗi ngày, nó phòng ngừa được các bệnh ung thư. Tinh bột nghệ đỏ nó khác biệt với tinh bột nghệ vàng là bởi vì thứ nhất là cái chi phí sản xuất đúng không con? Yeah. Yes, bởi vì bán mắc hơn. Và thứ nhì nữa đó là cái hàm lượng curcumin và độ nóng khi uống nó gấp 4 lần cái loại vàng. Thì nếu quý vị nào muốn trị bệnh là dùng cái loại đỏ được rồi. Đó, thì thưa quý vị, ba loại tinh bột nghệ đó muốn chia sẻ với quý vị đó là theo như Ngọc Nhi đã dùng thử đó, thì rất là nhiều khách hàng là các bác bị bệnh mà các khớp tai đó. Sandra Silla có nhớ kỳ lớp Silla đi sinh nhật với mẹ đó, có một người khách mà họ bị cái tai họ co lại không được. Họ co lại không được và chú đó lớn tuổi rồi quý vị, cái tai chú cứng như vậy nè, mỗi lần chú co lại đau lắm. Thì tự nhiên chú gặp ở cái tiệc, chú lại chú ôm một như chú rất là mừng, chú nói rằng là nhờ cháu mà chỉ có 2 tuần thôi mà cái tai của chú bây giờ nó bình thường. Và thưa quý vị, rất là nhiều lần là Ngọc Nhi và con gái Ngọc Nhi ở ngoài tiệm đó, có nhiều cái bác lớn tuổi vào là có những cái lời cảm ơn, con nhớ không? Yeah. Thậm chí nói với nó là nhờ lời là cảm ơn mẹ nữa. Yeah. Yeah. Nếu không có mẹ cũng tới con hỏi mẹ ở đâu để cảm ơn mẹ, gửi lời thăm với đồ. Yeah. Là thưa quý vị, là các bác bị cái bệnh gao đó, bệnh cái tai, cái chân quý vị, nó sưng đỏ và co không được. Thậm chí một là một chị bạc như là chỉ bị cái bệnh tê tai, tê rần 10 ngón tay, cầm cái gì khá lâu không được. Mà chị nói chị uống có hơn 2 tuần lễ thôi, chỉ giảm 80% là bởi vì nó làm lành vết thương từ bên trong. Vì vậy thưa quý vị, đây là những cái loại tinh bột nghệ mà quý vị có thể tin tưởng được để trị rất là nhiều cái bệnh cho chúng ta từ cái tuổi trung niên trở lên. Đó, mà không có cần phải tốn tiền nhiều. Nhưng cái quan trọng nhất là quý vị phải mua được những cái loại tinh bột nghệ thật sự là không có pha và thật sự là 100%. Thì cái dược chất nó tốt. Còn quý vị mua mà người ta lại tham, người ta pha vô nhiều đó quý vị, thì nó sẽ không được. Thưa quý vị, trở lại như thế này là tinh bột nghệ đen nhé. Nếu quý vị nào mà bị tinh bột nghệ đen, mà bị những cái bệnh nặng về ung thư đó, thì thưa quý vị nên cẩn thận mà phải dùng đúng loại cho nó tốt hơn, nó tốn tiền. Có khách hàng nhắn tin vào phải không con? Dạ, thì có mấy khách hàng trên Facebook livestream thì hỏi cái cách uống thế nào? Thưa quý vị, cách uống đó là giống như gái cũng như có nói đó, là mình nên uống lúc đầu nên uống thì một ngày 2 lần cũng được, mỗi lần 1 teaspoon thôi, nhưng trong một tuần lễ thôi cho nó thấm vào, và sau đó uống một ngày một lần. Tốt nhất là uống buổi tối trước khi đi ngủ hoặc buổi sáng trước khi mình ăn sáng khoảng 15 phút. Thì mình uống với mật ong nè, uống với nước lạnh nè, bắt tí chanh vào, hoặc là mình uống với lại ăn ốc miêu, da ua, trộn vào cà phê sữa uống cũng được đó quý vị. Dạ. Mà tại sao mình không uống dùng với nước quá nóng được? Có thấy ngoài nước nóng uống thấy nó bị đặc phải không? Dạ. Yeah. Thường là khi con pha nước nóng quá đó, thì cái chất cũng nó cũng không biết nói sao nữa. Nó bị đặc là nó không có ngon phải không? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, tinh bột nghệ đó thật sự quý vị không nên dùng với nước sôi hoặc nước quá nóng, nó sẽ làm mất cái chất nghệ đi, uống không có ngon nữa và nó hơi đặc đặc bởi vì nó có chữ bột mà. Nó sẽ hơi sình sệt ra tí xíu, khó uống lắm. Tốt nhất là uống với nước mát hoặc nước ấm là tốt nhất. Để cho con. Dạ, hello, mời khách hàng ra đường live ạ. Hello, em muốn hỏi thăm là cái tinh bột nghệ đen á. Dạ. Để chữa ung thư hả con? Dạ thưa, nó hỗ trợ trong quá trình trị ung thư thưa chị. Có nghĩa rằng nó giúp mình ngăn chặn ung thư. Nhưng nếu mình đang bị ung thư thì nó hỗ trợ rất là cao trong vấn đề làm lành vết thương và không cho tế bào ung thư phát triển đó chị. Nó rất là tốt. Và khoa học đã chứng minh được là tinh bột nghệ đen hỗ trợ rất là cao trong vấn đề hóa trị, xạ trị ung thư đó chị. Dạ, yeah, ok. Yeah. Không có, tại vì em đã có order rồi, nhưng mà đang nghe trên live trên TV đó. Dạ vâng. Cổ nói là nếu mà
tư thì phải thật là cẩn thận, cho nên là muốn hỏi lại để make sure đó. Nếu dạ, vậy thì uống như thế nào? Thưa chị, một ngày mình uống một lần trong lúc mà mình trước khi đi ngủ hoặc là buổi sáng mình ăn sáng đó. Còn nếu trong quá trình mình trị ung thư, mình thấy mình dùng 2 lần trong một ngày đó, mỗi lần một muỗng cà phê mà thôi, thì mình dùng khoảng 3 tuần lễ như vậy, và sau đó dùng một ngày một lần là được rồi thưa chị. Ok, rồi nếu vậy mình uống chung với cái gì cho nó dễ uống con? Em thấy thường thường khách hàng của em là người ta uống với mật ong hoặc uống với nước mát bình thường thôi, một cái ly nước mát, tại vì nó không có mùi, thành ra dễ uống lắm chị. Một ly nước ấm, hoặc là uống với mật ong, hoặc là trộn với ốc miêu ăn, hoặc là rắc vào salad ăn, hoặc là em có thể uống với cà phê sữa nóng. Em trộn một tí vô cà phê sữa nóng. Dạ. Mỗi sáng mẹ làm một ly cà phê sữa nóng. Uống rất là ngon, chị thử với cà phê đi. Em uống cà phê sữa với mật với lại tinh bột nghệ á, rất là ngon. Dạ. Dạ, rồi em cảm ơn cô nhiều. Em có order rồi, em có order rồi, tinh bột nghệ. Cảm ơn chị ạ. Rồi còn có hỏi gì nữa không con? Dạ, thì làm thế nào biết loại nào tốt mà loại nào pha tạp chất? Tạp chất. Dạ, cảm ơn em. Thưa quý vị, có khách hàng hỏi là làm thế nào biết pha tạp chất, thưa quý vị, rất là khó phân biệt. Thì trong cái xô tớp như chị cũng sẽ mang bột nghệ ra đây, bột nghệ giả và bột nghệ thật, cũng như ra pha cho quý vị xem. Thì quý vị nhìn, cái thứ nhất là vào nước sôi, quý vị biết liền. Thứ nhì nữa là cách mà nó lóng bột xuống đó, và cái màu nước đó, rất là dễ, thì cũng sẽ chỉ quý vị vào cái xô tới. Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta chỉ còn có 2 phút nữa thôi. Thì thưa quý vị, chương trình này đó là Ngọc Nhi muốn mang cho quý vị cái kiến thức để phân biệt tinh bột nghệ. Và cái quan trọng nhất, quý vị nên cẩn thận khi mua tinh bột nghệ, bởi vì đây là một cái loại sản phẩm rất là dễ pha các loại bột khác như là bột năng, bột mì, bột gạo vào. Mình không biết được đâu, và mình không biết được cái người bán hàng của mình là cái lương tâm thế nào. Thì quý vị hãy thật là cẩn thận, tìm mua đúng cái nơi thật là tốt. Ngọc Nhi và Sheila Chung, yeah, rất là cảm ơn quý vị đã theo chương trình, đặt những câu hỏi. Và mọi thắc mắc quý vị hãy gọi vào 1-888-933-7624, 1-888-933-7624. Văn phòng mở cửa từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều giờ Cali. Hoặc quý vị có thể lên Facebook là Forever Beaumore trên Facebook để đặt những câu hỏi về chuyên về các loại sản phẩm của công ty. Một lần nữa, Ngọc Nhi và Sheila, yeah, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Sóc Sô kỳ tới với những sản phẩm thật tốt của công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumore. Yeah.